Chỉ cần một viên bi có thể kiếm được 13 tỷ, muốn lấy được nó, cần phải chiến thắng trò chơi này. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần có thể đưa được viên bi giá 4.000 yên này đi qua rừng đinh, đi qua 3 chiếc đĩa tròn, cuối cùng rơi vào cái lỗ màu hồng, là thắng rồi. Phần thưởng là tất cả các viên bi màu vàng đã được dùng trước đó, mỗi ngăn này, tương đương với 1 tỷ, số người muốn một bước thành tỷ phú không hề nhỏ. Anh chàng này, đã đánh mất toàn bộ tài sản, thậm chí còn mượn cả tiền, nhưng kết quả vẫn thua. Việc dựa vào sự may mắn trong trò chơi là công bằng, nhưng thực ra tất cả là do nhà tài trợ sắp xếp. Công cụ ăn thịt người không nhả xương này cũng bị người chơi gọi là quái vật. Để chinh phục trò chơi, nam chính Kaiji và ông chú quyết định bắt tay. Bọn họ đến nhà của ông chú, ở đây có chiếc máy giống hệt, làm cho viên bi trở về vị trí ban đầu. Bọn họ còn có nhân viên là Yumi giúp đỡ. Ông chú bắt đầu giảng giải kế hoạch tác chiến, tấn công trò chơi. Ngày đầu tiên chính là rừng đinh, khoảng cách của đinh sẽ quyết định đến tỷ lệ đi qua được của viên bi. Ông chú thông qua tình báo nội bộ của Yumi, biết được khoảng cách của đinh trong ngày 30, chính là ngày mà có tỷ lệ thông qua cao nhất. Tiếp theo, là cửa ải thứ hai, 3 đĩa tròn nối tiếp nhau, ở mỗi cái đĩa, viên bi đều phải rơi qua cái lỗ màu đỏ. Người quản lý thông qua một số mánh khóe để bi không rơi vào lỗ, vậy thì bọn họ cũng có thể thông qua mánh khóe thay đổi quỹ đạo của viên bi. Ông chú thò tay ra đẩy, viên bi liền rơi vào cái lỗ màu hồng. Kaiji vô cùng kinh ngạc, thì ra trong tay ông chú cầm nam châm, lúc đó đem nam châm bỏ vào lon bia rỗng. Yumi đưa lon bia cho Kaiji, Kaiji lại đưa cho ông chú, là xong mọi việc rồi. Kế hoạch tác chiến hôm đó, đầu tiên Kaiji tiến vào hội trường, sau đó ông chú mới vào sau. Ông chú yêu cầu với nhân viên mình muốn lon bia bình thường. Kanako đưa cho Kaiji, lon bia đã được xử lý mánh khóe. Ông chú thực hiện được một nửa, đưa lon bia cho Kaiji, giả vờ dùng ý niệm để đẩy viên đạn vào, kết quả đương nhiên thất bại, sau đó lại cầm lên lon bia có chứa nam châm. Cho đến thời điểm này, kế hoạch vẫn đang tiến hành thuận lợi, viên bi tiếp theo nhất định sẽ phân thắng bại. Ông chú thò nam châm ra phía trước, nhưng kết quả viên bi đột nhiên đổi hướng, ông chú bị thua cuộc thi, lon bia cũng rơi vào đống bi, viên bi bị rơi, lăn về phía trước, bị người phụ trách thiết bị bắt được, anh ta còn nhìn thấy lon bia vừa rồi. Kaiji và ông chú đều hoảng loạn, kế hoạch của bọn họ bị lộ rồi. Kết quả người tổ chức lấy lon bia ra, anh ta nói với ông chú, để phòng tránh lực từ của nam châm, tất cả bi của bọn họ đều làm từ đồng vàng. Yumi sớm đã bán đứng bọn họ, người tổ chức trò chơi trở nên từ bi, quyết định cho ông chú một cơ hội, tham gia một trò chơi khác, phần thưởng là 300.000 yên, nếu thắng sẽ có tiền, lại đến khiêu chiến trò chơi này, sau lưng người tổ chức có âm mưu gì, nhóm người Kaiji có thể thắng một trò chơi khác không? Ba cánh cửa sắt này, một bên là công chúa xinh đẹp, hai bên còn lại là sư tử đang đói, ấn vào nút bấm, cánh cửa sắt sẽ mở ra, nếu như chọn sai, sẽ biến thành thức ăn của sư tử. Anh chàng này mắc nợ chục ngàn yên, bị ép cùng bạn gái tham ra trò chơi này, chân trái của anh ta bị khóa lấy. Trò chơi chính thức bắt đầu, trừ anh chàng đó ra, tất cả mọi người đều biết đáp án là số 2. Bạn gái trước đó còn nói muốn cùng anh ta đồng sinh cộng tử, giây sau đã nói với anh chàng chọn số 1, anh ta chọn nút bấm số 1, kết quả sư tử xông ra, anh chàng thê thảm bị con sư tử đói ăn sống trực tiếp. Bạn gái của anh ta vậy mà lại vui mừng, bởi vì cô ấy thắng được phần thưởng 300.000 khi tham gia trò chơi phản bội. Sau đây đến lượt Kaiji, mà công chúa lại chính là Yumi đã từng phản bội anh ta. Kaiji cũng bị khóa lại, Yumi bảo anh ta chọn số 3, nhưng anh đã từng bị Yumi phản bội, lời cô ấy nói có thể tin sao? Lúc này, người ở cửa bên cạnh nói với anh ta, hãy tỉnh táo, sau khi tỉnh táo thì ấn xuống nút ấn. Kaiji hiểu được ám hiệu, ấn vào nút ấn số 3, cánh cửa sắt mở ra, chính là căn phòng của Yumi, anh ta thành công sống sót. Người đưa ra ám hiệu cho anh ta, thực ra là đi trước một bước lật ngược tình thế của trò chơi, đã từng là đối thủ của Kaiji, ông ta đã từng nói với Kaiji đầu tiên là dũng khí, hai là có bản lĩnh, ba là phải tỉnh táo, cho nên đáp án chính xác là số 3, tỉnh táo. Tonegawa cũng muốn gia nhập với bọn họ, trong lúc bàn bạc sách lược, Yumi đã bị đuổi đi lại trở về chỗ này. Yumi phụ trách việc mua sắm một số đồ dùng hàng ngày và cắm bình hoa này. Nhóm người Kaiji muốn thảo luận kế hoạch tác chiến, Yumi tự giác tránh mặt. Đến ngày thi đấu chính thức, cửa ải đầu tiên là rừng đinh, qua cửa rất thuận lợi, nhưng cửa ải ngày hôm nay không thể nào qua một cách dễ dàng được. Người phụ trách ra mặt cắt ngang trò chơi, anh ta đã biết rằng nhóm người Kaiji gian dối, thì ra là Yumi phản bội họ một lần nữa. Ở trong bình hoa mà Yumi mua có gắn thiết bị nghe trộm, nhóm người Kaiji muốn đóng giả thành công nhân dọn nhà, lén lút đánh cháo viên bi. Kế hoạch đổi thành viên bi có kích thước nhỏ sớm đã bị phát hiện, người phụ trách cầm lên một viên đạn, cho viên đạn vào khay kiểm tra, kết quả kiểm tra không sai, viên đạn không hề bị đánh tráo. Kaiji nói, tôi sớm đã biết rằng Yumi sẽ phản bội, cho nên đây là kế hoạch giả, kế hoạch thực sự của bọn họ thực ra là đục xuyên qua trần nhà, dùng nam châm điện, đem điều khiển chọn khu vực lấy trộm, sau đó đánh tráo viên bi, rồi để lại chỗ cũ, để cho người quản lý tự mình chọn, việc điều chỉnh được thực hiện dễ dàng. Cửa ải thứ hai là 3 đĩa quay liên tục, Kaiji sẽ dùng sách lược gì để thông qua đây? Ở trong chiếc máy này, toàn là những viên bi màu vàng, giá của một viên là 4.000 yên, người thắng lợi có thể lấy hết chỗ bi này. Trước khi thi đấu, điều Kaiji chú ý là sàn nhà của hội trường có điểm kỳ lạ, mức độ của cái đĩa chuyển động, thì ra là có góc lệch, để khiến cho người chơi không biết được, người quản lý đem cái đĩa và cái máy đặt lệch đi so với sàn nhà. Sách lược đối phó của Kaiji lạp bơm nước vào một căn phòng khác, đổ đầy 20 tấn nước, làm như thế, căn phòng sẽ được cân bằng trở lại. Người quản lý cũng phát hiện ra được điểm này, anh ta lấy ra điều khiển từ xa, làm cho độ lệch được đẩy lên cao nhất, nhưng cũng không có hiệu quả gì mấy. Tên quản lý đột nhiên nghĩ ra, chỉ cần đổi ngược lại hướng bị lệch, nghiêng về phía ngược lại của căn phòng, cái đĩa thứ nhất, thứ hai cũng không dễ dàng thông qua được, hiệu quả lập tức rõ ràng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như rơi được đến cái đĩa thứ ba, chắc chắn viên đạn sẽ rơi đúng. Việc đã đến nước này, không thể lo lắng quá nhiều, người quản lý sai bảo thuộc hạ đi lấy nút điều khiển tuyệt chiêu vào. Lần thử thách này là cơ hội cuối cùng của Kaiji. Viên bi xoay đi xoay lại, suýt nữa thì rơi vào lỗ, phát hiện ra đường ống dẫn bi, không có viên bi nào lưu thông, anh ta lại nghĩ ra một kế hoạch. Kaiji nói với ông chú và Tonegawa, chỉ cần có đủ tiền thì có thể thắng được cuộc thi này. Kaiji lấy ra 100.000 còn lại, ông chú cũng lấy ra 200.000 cuối cùng, tổng lại có 300.000, đợi người còn lại nghĩ cách kiếm tiền, Kaiji trở lại với trò chơi, liền dùng hết 300.000, rất nhanh, viên đạn đã kẹt lại ở chiếc lỗ, bởi vì đường ống bị lệch quá nhiều, viên bi rơi xuống sẽ bị kẹt, chỉ cần số lượng viên bi đủ nhiều, phá được trò chơi này chỉ còn là thời gian. Kaiji cuối cùng có thể vượt qua được tầng đĩa thứ nhất, bắt đầu tầng thứ hai, nhưng viên đạn cuối cùng của Kaiji lại dừng lại ở gần cái lỗ. Kaiji giao dịch với người quản lý, không bằng xem như hòa nhau, quản lý làm sao có thể đồng ý. Có điều, Kaiji cũng chỉ đang kéo dài thời gian, tiếp viện của Tonegawa cuối cùng cũng đến nơi, lấy được 11 triệu này, Kaiji tiếp tục trò chơi, tầng thứ hai cuối cùng cũng đẩy, viên bi rơi xuống tầng thứ ba, nhưng khi viên đạn chuẩn bị rơi vào trong lỗ thì đột nhiên bị khí thổi ra, thì ra là chiêu cuối cùng của quản lý, cuối cùng cũng đến, những viên bi rơi xuống chiếc đĩa thứ ba đều bị gió ở cửa chiếc lỗ màu đỏ thổi đi, sự việc đã đến bước này, đã không còn đường quay đầu nữa, ba người Kaiji dùng toàn bộ sức lực kêu gào, dường như thế có thể làm cho viên bi thêm năng lượng, chỉ tiếc là mọi việc không như mong muốn, viên bi cuối cùng cũng dùng hết rồi. Vào thời khắc Kaiji bị bắt ra ngoài, Yumi lấy ra chiếc thẻ 10 triệu, đưa tay cứu viện cho Kaiji, thì ra trước kia Yumi nhìn thấy Kaiji cố chấp như vậy, đột nhiên nhớ đến câu chuyện cũ của bố mình, ông ấy cũng là một người cố chấp, còn toàn tâm toàn lực một cách ngốc nghếch, cho nên cô ấy quyết định giúp Kaiji một lần. Kaiji có thêm 10 triệu này, lần này thực sự là cơ hội cuối cùng. Tầng đĩa thứ ba rất nhanh đã đầy ắp các viên bi, lực của gió cuối cùng không chịu nổi nữa, cuối cùng Kaiji dùng hết sức gầm lên, các viên bi vàng lần lượt rơi xuống, chiếc máy công bố Kaiji là người thắng cuộc. Trong lúc Kaiji và đồng đội cùng với khán giả reo hò, có lệnh bắt quản lý ngấm ngầm được thực hiện, người thua cuộc đi xuống lại thê thảm như vậy, mà người thắng cuộc lại đang tận lực hưởng thụ vui sướng thắng lợi, cuối cùng đổi tất cả sang tiền mặt lên đến 13 tỷ, sau khi thống nhất tỷ lệ chia, Kaiji lấy đi 1 tỷ 395 triệu, mấy người giải tán, Tonegawa chuẩn bị lái xe về nhà, ở trên đường, Tonegawa đề xuất, có muốn chơi một trò chơi không, luật chơi giống lần trước, trò chơi nô lệ quốc vương, nhưng bọn họ mới chơi được một nửa, phía sau xe đột nhiên xuất hiện khói, sau đó thì cốp xe phía sau cũng bị cháy, Kaiji vừa mở cửa, chiếc xe đột nhiên bị nổ, tiền của bọn họ đương nhiên cũng bị thiêu hết sạch, Tonegawa lấy ra 50.000 yên trên người, chia cho Kaiji, để Kaiji mở tiệc ăn mừng, chỉ ít còn có tiền thanh toán, tuy nhiên điều Kaiji không biết là, Tonegawa sớm đã lấy tiền mặt chạy mất, phần của Kaiji đều ở chỗ anh ta, sau khi Kaiji ăn xong tiệc ăn mừng, trên người chỉ còn vài đồng xu, tuy rằng anh ta lại trở về, cuộc sống của người không xu dính túi, nhưng vẫn luôn tin vào mơ ước, tương lai của anh ta là quang minh, cố lên chàng trai, người nỗ lực như cậu, có thể bị những chuyện đen tối tấn công, nhưng điều đó cũng chứng minh, cậu chính là người quang minh chính đại.